Cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức hôm nay của chúng tôi, và sau đây là những tin liên quan đến Denver. Thưa quý vị, lực lượng phòng vệ quốc gia Colorado hỗ trợ trong thời tiết giá băng. Vào tối ngày thứ Ba 20 tháng 12, Thống đốc Colorado Sheriff Police ký sắc lệnh điều động hơn 100 thành viên thuộc lực lượng phòng vệ quốc gia Colorado, những người sẵn sàng đối phó và hỗ trợ mọi hoạt động tại các cộng đồng địa phương trong giai đoạn thời tiết vô cùng khắc nghiệt vì khí hậu xuống thấp kỷ lục tại tiểu bang. Bà cũng cho biết các cơ quan chính quyền tiểu bang như Văn phòng Kế hoạch Khẩn cấp tiểu bang, Văn phòng Điều hành Khẩn cấp sẵn sàng thực hiện những hành động cần thiết và phù hợp nhằm hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng trong việc đối phó, phục hồi và giảm nhẹ sự ảnh hưởng vì thời tiết. Thông báo này cũng cho phép Văn phòng Điều hành Khẩn cấp huy động các nguồn lực của tiểu bang, lập hợp đồng và trao tặng giải thưởng bằng cách sử dụng thủ tục mua sắm hàng hóa khẩn cấp. Khuyến cáo về thời tiết mùa đông, về cơn bão mùa đông và về gió lạnh được đăng trên trang web của các quận tại Colorado. Thời tiết băng giá kéo dài từ chiều ngày thứ Tư 21 tháng 12 đến sáng thứ Sáu 23 tháng 12, có thể mang đến cho Colorado không khí lạnh nhất kể từ năm 1990. Gió lạnh âm 60 độ tại phía đông vùng đồng bằng Colorado và âm 35 độ tại những nơi nằm dọc theo hành lang xa lộ liên bang 25. Và băng giá thổi vào thành phố Denver từ chiều ngày thứ Tư 21 tháng 12 có thể xuống 30 độ. Tuyết tạo ra tình trạng băng giá lạnh thấu xương từ tối thứ Tư 21 tháng 12 đến sáng thứ Năm 22 tháng 12. Tuyết rơi từ 2 đến 3 inch dọc theo hành lang xa lộ liên bang 25. Và phía đông vùng đồng bằng, những rặng núi tại Colorado thì tuyết rơi dày từ 3 đến 12 độ. Sang qua bản tin về khởi kiện cựu y tá có hành vi tấn công tình dục bệnh nhân. Các luật sư có trụ sở tại thành phố Denver vừa đệ trình hồ sơ tố tụng tập thể lên tòa án quận Colorado, đại diện cho hai phụ nữ khởi kiện bệnh viện St. Mary và chủ sở hữu là hệ thống y tế SCL Health về hành vi tấn công tình dục của cựu y tá Christopher Lambrose. Hồ sơ tố tụng ghi rằng Lambrose, 61 tuổi, đã thực hiện 4 terabyte dữ liệu tương đương với gần 700.000 tấm hình hay là 65.000 giờ video trên điện thoại di động. Ông ta bị bắt vào tháng 10 vừa qua sau khi một nhân chứng cho các nhà điều tra biết Lambrose cùng một phụ nữ bị bất tỉnh ở trong phòng tối có rèm che. Hiện chưa biết có bao nhiêu bệnh nhân là nạn nhân của Lambrose, nhưng hồ sơ khởi kiện cho thấy có thể có nhiều người khác cùng tham gia. Hiện nay, hai nữ bệnh nhân đang kiện với tên viết tắt là MC và GV, là nạn nhân từng bị Lambrose quay video cũng như chụp hình liên quan đến tình dục. Giấy phép hành nghề điều dưỡng của Lambrose được cấp từ năm 2012. Trong văn bản thông báo gửi đến đài truyền hình Nine News, hệ thống SCL Health cho biết sự an toàn của bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu của bệnh viện. Vì thế, cựu y tá Chris Lambeau bị chấm dứt hợp đồng lao động tại trung tâm y tế St. Mary ngay sau khi ông ta bị nha cảnh sát Grant Johnson bắt giữ vì tình nghi đã có những hành vi tấn công tình dục trong khi chăm sóc các bệnh nhân. Trung tâm và bệnh viện đã thông báo sự kiện này cho chính quyền địa phương. Tin tiếp theo, Anderson Outreach đe dọa tấn công câu lạc bộ Q từ năm 2021. Thưa quý vị, năm 2021, Pamela Poplin, bà ngoại của nghi can Anderson Outreach, gọi điện thoại cho tổng đài khẩn cấp 911 nói rằng Anderson tỏ ra chán nản, buông phiền và rất buồn khi biết họ sẽ bán nhà vì anh ta không muốn dọn đi nơi khác. Đây chính là lý do cho thấy Anderson muốn thu thập những vật liệu còn lại để chế tạo một quả bom có sức công phá mạnh mẽ. Luật sư của Anderson xác định anh ta không phải là người nhị phân. Và hiện nay thì Anderson bị cáo buộc 305 tội danh liên quan đến vụ nổ súng ngày 19 tháng 11 tại câu lạc bộ Q ở Colorado Springs và đã khiến cho 5 người thiệt mạng.
hơn một năm trước vào ngày 18 tháng 6 năm 2021. Bà ngoại của nghi can đã gọi cho tổng đài khẩn cấp 911 sau khi bỏ trốn ra khỏi căn nhà của bà thuộc chung cư số 9800 đường Robinson, nơi bà ở cùng với chồng và nghi can. Hai khẩu súng và vật liệu chế tạo bom bị tịch thu từ căn nhà của vợ chồng Paulin được đưa vào phòng bằng chứng cơ bản của nha cảnh sát quận El Paso. Và các nhà điều tra cũng tìm thấy hơn 100 pound and money trong nhà. Không ai bị thương trong vụ đánh bom năm 2021, nhưng nghi can bị cáo buộc 3 tội danh bắt cóc và 2 tội danh hăm dọa. Tuy nhiên, vụ án này được bãi bỏ vào tháng 7 năm nay vì không thể gửi trác tòa cho các nạn nhân, trong đó có mẹ và ông bà của nghi can. Sau này vụ án bị niêm phong. Thông tin chi tiết về vụ còn hạn chế cho đến khi một thẩm phán ra lệnh mở niêm phong hồ sơ cũ khi xảy ra vụ nổ súng tại câu lạc bộ Kiều. Kính thưa quý vị, phải vào bệnh viện vì khí carbon monoxide tại Gaylord Rockies. Nhà cứu hỏa Aurora cho biết rằng khoảng 5 giờ chiều ngày thứ Ba 20 tháng 12, họ nhận được nhiều điện thoại thông báo. Một người bị bệnh tại khu an dưỡng và trung tâm hội nghị Gaylord Rockies tại Aurora gần phi trường quốc tế Denver vì nhiễm khí carbon monoxide chảy ra từ thiết bị nấu ăn tại nhà bếp. Và khi họ đến nơi đã có ít nhất là 7 người nhiễm bệnh. Một người trong tình trạng nghiêm trọng nhất được đưa vào bệnh viện điều trị, nhưng không có ai bị nguy hiểm đến tánh mạng. Theo hồ sơ tại nhà cứu hỏa, thiết bị nấu ăn đã ngừng hoạt động, không gây ra bất cứ vấn đề đáng ngại nào khác. Du khách trao đổi với nhân viên cứu hỏa trong phòng khánh tiết của khách sạn để được hướng dẫn cách thực hiện những bài học cuối cùng về chất lượng không khí. Và vườn bách thảo tại Denver đóng cửa vì quá lạnh. Thông báo của vườn bách thảo Denver cho biết họ sẽ đóng cửa Zoo Light vào ngày thứ Năm 22 tháng 12 vì đa số các loài vật cần phải ở trong nhà để bảo đảm chúng được an toàn và thoải mái. Họ cũng hy vọng du khách ở nhà tận hưởng không khí ấm áp khi thời tiết lạnh đến mức kỷ lục tại Denver. Những ai có vé Zoo Light của ngày thứ Năm có thể đổi trên online hoặc là trên trang web westcare@denverzoo.org. Cơn bão tuyết mang theo không khí băng giá của Bắc Cực lạnh đến mức nguy hiểm sẽ thổi vào Colorado trong tối ngày thứ Tư 21 tháng 12. Đây là thời điểm băng giá nhất tại Colorado so với nhiều thập niên đã qua. Khí hậu xuống đến 50 độ C tại phía đông bắc thuộc vùng đồng bằng của tiểu bang. Chính quyền tiểu bang khuyến cáo dân chúng Colorado tránh đi ra ngoài lâu, phải mặc quần áo đủ ấm, đội mũ và đeo găng tay. Khi thời tiết xuống đến âm 17 độ hoặc thấp hơn là lúc da thịt có thể bị tê cống trong 10 phút.